quý vị đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Người Kết Nối gặp gỡ quý vị vào khung giờ quen thuộc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay, trước khi đến với nhân vật mới tanh xuất hiện trong số ngày hôm nay, hãy cùng chào đón ba người kết nối, ba bông hoa xinh đẹp của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, xin giới thiệu ca sĩ Nico Đăng Trinh. Xin chào ạ. Còn một bông hoa mà chúng tôi phải chia sẻ với quý vị là lần đầu tiên ngồi vào vai trò của bình luận viên của Người Kết Nối, diễn viên Lê Lộc. Và người cuối cùng ngày hôm nay, đó chính là bông hoa mặn mà nhất trong vườn hoa khoe sắc của chúng ta, diễn viên Cát Tường. Dạ, lần đầu tiên cho Lê Lộc xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Đây là lần đầu tiên Lê Lộc được ngồi ở đây. Nhưng mà trước khi tham gia cái chương trình này, Lê Lộc cũng ở nhà cũng coi trước mấy cái tập trước rồi. Có không? Có mới có. Nói vậy con. Em hãy cho anh biết là em đã còn cái số nào. À, em có cái số mà chị Sĩ Thanh đi qua Nhật cái gì mà tắm cái rửa chân gì đó anh. Quá tuyệt vời khi mà chương trình có tới chị Cát Tường cũng làm người kết nối, Lan Trinh cũng là người kết nối, nhưng mà cô ấy lại coi số của Sĩ Thâm. Ừ. Yeah. Tuyệt vời. Yeah. Chứ giờ nếu coi số của chị, Lan Trinh hỏi em đâu mới trả lời. Đó đúng rồi. Lê Lộc thấy chương trình này rất là thú vị ở chỗ là nó sẽ có nhiều cái tình huống bất ngờ cho mình và mình không có đoán trước được. Và Lê Lộc hy vọng rằng lần này sẽ có một cái câu chuyện gì đó thật là ý nghĩa và thật là hay. Lê Lộc không phải lo, bởi vì ngày hôm nay người kết nối sẽ là Lan Trinh, một người rất là dày dạn kinh nghiệm. Lan Trinh cho mọi người biết là cái nhân vật mà em gặp ngày hôm nay đó là ai? Đó là một bạn diễn viên kịch trẻ có tài năng và bạn rất là cố gắng cho nghề, cũng như là bạn có câu chuyện riêng mà Lộc đang muốn trông đợi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng diễn viên trẻ này để xem là Nico Lan Trinh sẽ làm công việc người kết nối của mình như thế nào nha. Xin mời. Hiện tại thì Lan Trinh đã bắt cóc được bạn Phúc Zelo. Và rõ ràng cái màu sắc này nói lên tất cả đúng không? Đúng rồi, đi đâu cũng thích mặc màu vàng lắm. Phúc Zelo tên thật là Trần Hồng Phúc, sinh ngày 28/4/1991 tại thành phố Cà Mau. Hiện Phúc Zelo đang là một diễn viên của sân khấu kịch thế giới trẻ. Ngoài thời gian diễn chính ở sân khấu, Phúc cũng tham gia một số phim truyền hình, điện ảnh, cà phê kịch và các chương trình hướng nghiệp cho học sinh. Là một diễn viên trẻ đang từng bước khẳng định mình, Phúc Zelo đã không ngừng nỗ lực tạo nhiều dấu ấn trong lòng khán giả trong nhiều chương trình về hài kịch thời gian qua. Nó không tốn kém mà đạt được mục đích. Thường thường những cái thông tin về casting như vậy là ở đâu em có? À, trên mạng, Facebook là chẳng hạn, thì ví dụ như có những người bạn làm bên mấy khâu sản xuất hay là bên biên tập gì đó thì họ sẽ up lên Facebook, thì mình tìm thấy đó rồi mình thích thì mình đi cast phim. Thế tới thời điểm này thì mình cũng đã có một số thành tựu rồi, nên mình tự đánh giá là cái casting mà tỷ lệ đậu của mình là bao nhiêu. Tại vì chị tưởng nó tăng lên chứ. Người ta biết đến mình, người ta mời mình vô mấy cái vai nào mà người ta cảm thấy phù hợp. Còn nếu mà mình lên cast thì chưa chắc chị sẽ có những cái vai phù hợp giống như cá tính của mình, cho nên là ít khi nào đậu lắm. Nhưng có khi nào nghĩ vậy cái khỏi đi không? Dạ không, cũng vẫn đi cast để cho người ta có thông tin của mình, có profile của mình, để khi nào mình có một cái vai nào đó trong phim mà ví dụ như vai phát sinh ra hay là cái vai nào đó cá tính mà người ta cảm thấy Phúc Zelo là vô cái vai đó hợp được thì người ta mời mình. Để mình lấy hết. Lấy luôn. Ok, Phương làm ba. Ủa, em đi làm về rồi hả? Dạ. Đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Dạ. Đây, ngồi xuống đây nghỉ mệt đi. Đây, uống miếng nước nha, uống nước cho khoái. Cùng với cô được chọn dài à? Em đi làm về chắc mệt lắm đúng không? Chị kêu em vô cắt luôn. Xà cho. Thích không? Đã không? Đã không? Sao hôm nay anh tâm lý quá vậy? Ý oh my god, oh. Dù biết cơ hội được nhận vai trong những buổi casting phim như thế này rất thấp, nhưng chàng diễn viên trẻ vẫn chăm chỉ và đều đặn tham gia tất cả, bởi anh không muốn đánh mất bất cứ một cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Lẹ nha, em đói rồi đó. Lan Trinh đi theo em vô tình em đi cast phim luôn. Ủa, Lan Trinh cast luôn hả? Chương trình này mới về Trinh thôi vậy em nè. Và bây giờ Miko đang có mặt trước trường đại học sân khấu điện ảnh cũng như là nhà hát thế giới trẻ, để chúng ta sẽ đến với một buổi tập kịch của bạn Phúc Zelo. Tối nay thì bạn ấy sẽ có hai xuất diễn ở sân khấu này. Bây giờ mình sẽ thâm nhập vào hậu trường để xem các diễn viên của chúng ta chuẩn bị make up. Ủa hello. À chào chị. Em. Dạ. Rồi, chị hiểu rồi đó. Bây giờ thì chị mới được tận mắt chứng kiến. Đừng quá ha. Rồi. Ê, từ hôm nay chị sẽ quyết định là chị theo danh mới luôn. Là gì? Trinh Red. Để hợp với em. Bây giờ em phải ra liền để tập chưa? Đúng rồi, bây giờ em phải ra để em tập với hai bạn mới này để một lát nữa chuẩn bị diễn. Ok. Giờ ra tập.
em phải đục, em người để khán giả thấy em đục gần cái mặt anh nè, em phải đưa cái gần mặt vô nè. Đó, vừa vô xong ẩm né qua là trúng cái mặt em là em văng ra. Văng ra, diễn từ từ thôi nha. Ở đây nó còn cái đèn đó, xong đạp em gái bung em văng ra. Anh chấn xuống luôn, anh chấn quỵ xuống luôn. Đó là tắt đèn, bụp. Văng hết. Tắt đèn cái là em bay lại em ơi mày. Em phút đó đúng không? Phút bây giờ giỏi trò với em là đúng rồi, chấn giỏi em là vừa tắt đèn rồi là tiếng ơi mãi liền nha. Chị nói nghe là tưởng là có diễn viên mới thì ít ít thôi chứ chị thấy quá trời luôn. Tại vì cái vai này đã cũng tương đối hơi lớn chút xíu. Tập trước, diễn hơi giờ nhiều diễn nhưng mà cũng đó, diễn chỉ có cái cảnh đánh nhau là diễn nhiều chút thôi. Còn mấy bạn sao chỉ là nhảy múa hay á. Thế người mà Phúc là người không chị nghĩ đây là phải phối hợp rất nhịp nhàng giữa các diễn viên hay. Nhưng mà cứ mỗi người nó lại có một cái rơ khác. Vậy thì phải đổi hết, nó sẽ có những cái chuyển biến nhỏ thôi. Nhưng mà áp lực của khán giả nhìn lên chị sợ, chị thấy nó căng thẳng lắm. Đúng rồi, do những người mà chưa có quen diễn á thì chắc chắn là sẽ rất là run, là không biết là lát nữa mình đã có diễn được giống như lúc mình mới tập hay không. Em có nghĩ lúc đó nó ảnh hưởng tới mình không? Thật ra cũng có nhiều lần rồi, cũng có mấy lần là có bạn mới đúp cái cũng chỉ cho bạn xong rồi cái bạn không nhớ ra cái bị trục chặt, cái có những lúc chỗ đó không có tiếng cười, bạn đã quên, bạn có nói một cái câu chuyện cuối xong cả đám nhìn nhau cười không biết làm gì hết, xong bắt đầu diễn tiếp bắt đầu từ từ móc ngược lại. Đó, những người cũ cho em phải kiếm đường để móc ngược câu chuyện lại để nó mới hoàn thành được nguyên cái đoạn đó, để mà sẽ bị mất nguyên một cái thông tin diễn cho nó. Khán giả có nhận ra không? Nếu mà khán giả nào họ đã xem đùng đó rồi thì họ sẽ cảm thấy lạ, hơi lạ chỗ đó. Còn những khán giả mới thì chắc họ không nhận ra. Họ vẫn vui vẻ đó. Dạ đúng rồi. Tụi em hay là do những anh chị lớn đó, thì đối với những người đứt vai thì phải là cảm ơn họ, bởi vì họ đã giúp mình hoàn thành cái vở diễn, cho nên là không có trách họ được. Và nếu như mà họ quên thì nhiệm vụ của mình phải là người lắp vào những cái chỗ đó, là đầu buổi lên là anh em cứ tâm sự tâm tình với nhau, hoặc là hôm trước là bạn diễn sai cái gì hay em diễn sai cái gì thì thường các anh sẽ chỉ dạy tại chỗ, hoặc là hôm sau nhớ thì sẽ chỉ dạy lại. Cái việc gì cũng vậy, những cái nghề gì cũng vậy, phải trau dồi, bởi vì cái thị hiếu của khán giả ngày càng cao hơn. Hello, điều đầu tiên đó là khi mà làm việc với Phúc Zero đó là sự lễ phép, cái thái độ làm việc rất là nghiêm túc và cố gắng. Cho dù cái vai diễn lớn hay nhỏ gì, Phúc, nếu mà đưa cho Phúc Zero luôn luôn muốn làm cái vai đó thật là ấn tượng và thật là tốt nhất có thể. Em có yêu người trong nghề không? Dạ không. Em thì em yêu người ngoài nghề. Chào em. Chào chị. Ủa em cứ làm đi, nó không cháy đâu, buka đó. Em cứ tập trung làm. Em tên Nhi đúng không? Dạ. Em là bạn gái Phúc à? Dạ, đúng rồi. Thế hai người là quen nhau từ bao giờ? Dạ quen được 3 năm rồi chị, tròn 3 năm rồi, tháng này là tròn 3 năm. Có phải là nhờ một cái hôm em làm tóc cho Phúc xong rồi hai người vô tình chạm vào da đầu không, nhau? Không phải hả? Rồi hiện giờ á thì Nhi đang bận nên chút nữa đi, chút nữa mượn Nhi mình phỏng vấn chút. Dạ ra dài. Bây giờ chúng ta mới có dịp được ngồi riêng với bạn gái của Phúc Zalo nè, bạn Nhi. Mình nhờ vào đâu mà hai người quen nhau? Một lần thì đi ảnh đi cắt phim, em đi chung với bạn em thì mình gặp nhau ở đó. Em thấy ở Phúc điểm nào để mà em yêu? Ảnh chịu khó lắm chị, nói chung là tự lực hết trơn, tự lực tự làm hết để lo cho cuộc sống của mình á, nhìn thấy thương á. Nhưng mà với một chàng trai như vậy thì hiện tại là chắc chắn là về thu nhập là cũng sẽ không khá giả bằng nhiều người. Vậy thì em có thấy mình thiệt thòi không? Em cũng tự đi làm, tự lo cho mình được, không có cần thiết về cái vấn đề đó. Và lúc này chị thấy là em đứng em phụ mọi người trong hậu trường nữa, vậy thì em có hay đi theo phụ Phúc như vậy không? Dạ, em rảnh là em chạy lên với anh. Cái tên Phúc Zalo ngoài cái lý do là bạn ấy thích mặc màu vàng á thì nó có cái lý do đặc biệt nào hay không? Có, cái tên này là do một người rất là đặc biệt của Phúc đặt cho. Em cũng biết anh Phúc Zalo này rồi và cũng có quay chung với ảnh được một vài chương trình. Ảnh hiền lắm, ảnh ít nói nữa. Trời đất ơi, cá nhân của Nguyên Khang là thấy động rất nhiều á. Nói khi nào mà có người hỏi hay là tâm sự gì đó về cuộc đời của mình, còn khi mà em quay chung với ảnh á ít nói nhiều lắm. Khi nào tới lượt mình nói hoặc là tập thoại trước khi quay thì ảnh mới nói thôi, còn không thôi là ảnh cứ ngồi chỗ ảnh xếp đồ ủi đồ. À có một cái tính như nè, ảnh đi quay á ảnh mang theo một cái thùng nhỏ, ảnh ướp đá, ảnh bỏ đá vào trong, ảnh mua trái cây ảnh bỏ vô, ảnh bỏ nước vô đó, ảnh xách theo ảnh đi quay.
Và đến khi mọi người nghỉ trưa thì anh mở ra, anh mời mọi người trái cây nè, ăn đi rồi uống nước nè, em đem trời đi, đi làm nhiều tiền lắm hả con? Con không biết sao mà lúc nào anh cũng mang một cái thùng đá nhỏ như nè, anh mang theo. Và mọi người hỏi là ủa sao trời ơi, Zalo mày làm gì mà mày mang vậy chi vậy? Em mang cho mọi người ăn vậy đó. Khi đó nói nãy Nguyên Khang nói là thấy Phúc nói nhiều, nhưng mà chị nghĩ đó là nói nhiều khi quay chương trình. Bởi vì người nghệ sĩ mà, ông kính chị vô bắt là người ta nói. Nhưng mà chị thấy cái kiểu của Zalo kia là một cái người mà hơi trầm tính ở bên ngoài, nó trái với cái công việc bạn ấy đang làm. Chắc chắn bạn này cũng rất là hoạt ngôn, nhưng bạn ấy hoạt ngôn ở mức là bạn ấy đang tích tụ giữ cái lượng năng lượng cần thiết của mình ở một cái mức để khi mà bạn bước lên sân khấu, bạn cháy hết mình với cái lượng năng lượng đó. Chứ không phải là cái lượng năng lượng của bạn là lúc nào nó cũng có hai tiếp diễn viên. Mà Nguyễn Khang thấy đó là những người rất tăng động, năng lượng của họ luôn luôn tràn trề và lúc nào họ cũng nhiều. Không phải là anh đâu. Và hai là lượng là một tiếp diễn viên là họ sẽ sử dụng cái lượng năng lượng nhiều đó của mình để họ bùng cháy trên sân khấu. Ý Nguyễn Khang nói là mấy người mà ở ngoài trước khi lên mà nói nhiều như hai cô cháu mình đó là lên sân khấu diễn rất quớt đó con. Nhưng mà từ nãy giờ chưa hoàn toàn chưa nghe nói gì về gia đình bạn này hết, chưa thấy xuất hiện gì. Chị đã để ý không? Vô cái hỏi thế còn tình yêu của em sao, bạn gái của em sao? Tức là Miko Lan Trinh là cái câu hỏi nó là vậy. Ủa nhưng mà cuối cùng là cô gái này làm nghề gì? Đó, cô gái này hồi xưa làm công việc văn phòng, sau đó gặp Phúc thì bắt đầu yêu và bắt đầu chuyển qua làm về event á, để book show cho bạn trai. Và chị thấy không, bạn trai vào tập kịch thì cổ cũng vô để cổ làm hậu phương, cổ làm tóc cho cả đoàn kịch. Trời ơi, hai người này dễ thương. Hai người thì lo đồ ăn đồ uống. Một người thì lo đồ ăn đồ uống, một người thì đi ép tóc, nhuộm tóc, cắt tóc gì cho diễn viên ở trong đoàn. Cả đoàn đó. Mình coi tiếp đi. Mấy ngày cũng tâm sự nhiều rồi ha, coi em diễn, coi em cố gắng nhiều rồi. Sao chị thấy em giống như là một chú ông chăm chỉ mà chú ông thợ á, như là cùng nghiêm túc và nghiêm khắc với bản thân. Ai sẽ là người động viên em nhiều nhất? Chắc là cô động trong cuộc sống lại cho một câu thôi. Mẹ. Mẹ. Tại vì thực sự lúc mà em bắt đầu những ngày này thì mẹ em cũng lo cho em nhiều thứ lắm. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu mà em theo dõi em từng bước chập chững, bắt đầu vào nghề, cho đến khi bắt đầu biết diễn, cho đến khi mà nghe được người khác khen con mình diễn, ở đâu mẹ em cảm thấy thích thú hơn là cảm giác được là em cũng đã có duyên với nghề rồi. Thì mẹ cũng cổ vũ em nhiều thứ lắm. Bây giờ là chương trình của mình đó là cũng có một món quà dành tặng cho em, đó là đến từ một chiếc máy vi tính. Thành phố Cà Mau, biểu tượng. Nhà em nè. Trời, mất mấy giây mới nhận ra luôn hả? Không phải, tì lâu lắm mà không có về quê. Hồi nhỏ thì mình thấy đó cũng ham mê là xem phim, xem hoạt hình, rồi hài, danh hài rồi này kia nọ. Thì mình nghĩ chắc nít thì đứa nào nó cũng thích vậy thôi, chứ mình không nghĩ. Nhưng mà Phúc lại thích là trang điểm rồi son phấn này kia nọ thôi. Nhưng tới lớn dần dần lên thì mình cũng không có nghĩ là Phúc theo nghề nghệ thuật. Tôi là người trụ cột gia đình. Thì lúc đó tôi chạy xe ra tải, tôi lo cho ba đứa tôi đi học. Ở xã thì lúc đó ở nhà cũng bệnh, đi đau khớp á, tôi không có làm gì được. Thì tôi cũng đi, ví dụ đây đi xuống huyện, bữa nay đi thì mai về, chứ không phải đi về liền. Tại đi chị em chạy tốc độ chậm, mà xa xôi rồi xuống dưới rồi bốc hàng lên. Ví dụ cái mùa nắng trong một tuần lễ mình chạy được 3-4 cuốc, thì một mưa trong tuần lễ chạy 1 cuốc hoặc 2 cuốc. Coi như là chi tiêu trong gia đình thì chỉ đủ sống thôi, nó không có dư. Thành thử ra muốn có một số lượng tiền để làm cái gì đó thì rất là khó. Chỉ đợi vào cái mùa nắng thì mình ghe mình nó chuyển nhiều hơn chút thì nó đỡ hơn chút. Thì nói chung là nó khó khăn. Hồi xưa ở nhà thì có một thầy cũng xin, ông xin mới cho lên chùa ở. Thì lúc đó Phúc mới có 14 tuổi à. Cô buồn lắm, cô nói sinh ra một đứa con mà cho đi như vậy là bứt ruột mình ra, không thể cho được. Cô sức khóc sức mướt luôn suốt một đêm luôn. Nhưng cuối cùng thì cô nói thôi giờ nó muốn đi thì cô cho nó đi. Nhưng đi cuối cùng thì nó không có duyên. Ở với thầy được có một thời gian ngắn thôi. Như vậy thì Phúc mới
đi ra ngoài, Phúc cũng đi bán chè. Bán chè tiếp với cô bán chè nên mà sống hàng ngày vậy đó. Rồi bán chè cũng có, rồi Phúc đi tiếp quán nhậu, dắt xe mà Phúc 14 tuổi thôi. Mà dòng thứ xe người đó đi nhậu là những người đại gia không mà, người ta đi xe lớn lớn mà. Phúc dắt, chiếc xe là thấy đứt ruột lắm. Làm như vậy là đi làm cho một cô giới thiệu qua cho một cái cô đó làm là đề bô nước đá. Phúc làm suốt luôn là tay chân là bị lỡ chân. Làm nước đá mà. Đá đi bỏ đá người ta chặt đá rồi lấy đá rồi bộ đá lỡ tay chân chân cuối cùng cho chỉ ăn cơm không trả tiền gì cho Phúc hết. Phúc khóc, Phúc nói cô làm sao cô cũng phải cho con chút đỉnh tiền gì để con chi xài, nhưng mà cô đó nói ta cho mẹ ăn cơm là may phước lắm rồi. Nhỏ tới lớn là cô không có buồn Phúc cái gì hết, có nhiều người còn gậy sao chị cũng như là yêu thương Phúc nhiều, nhưng mà tại vì cái sự Phúc nó làm những cái gì là cũng như vừa ý hết. Nói chung là nó có hiếu. Dù đi nơi đâu, bất cứ nơi nào cũng nhớ về cha, nhớ mẹ. Và lúc đi mẫu giáo là có giấy khen đi múa rồi đó. Cái này học lên lớp 1, lớp 2 gì nhiều quá không nhớ hết nữa nè. Nhiều năm nhiều quá, không biết nữa, nhiều quá. Năm nào cũng có giấy khen hết. Từ nhỏ rồi học lên tới lớp lớn, tới khi mà đi làm thuê là mướn người ta thì coi như là không còn được giấy khen nữa. Cứ lo đi làm rồi học để lên lớp thôi chứ không còn giấy khen nữa. Hồi lúc mà còn đi học ở tiểu học, ở trung học rồi đó, hồi học mà ở Sóc Trăng đó là lúc đó cô buồn lắm, không thể tả được. Cô có viết luôn cả cái nhật ký nhưng mà cô giờ không biết cô để đâu. Lúc đó là cô khóc lắm. Khóc là thương con, xa cha, xa mẹ, xa gia đình. Mà sống ở cảnh làm thuê làm mướn mà người ta không trả tiền cho nó. Học tiểu học không à? Cô viết một trang luôn, nhiều lắm, một cuốn luôn. Nhưng mà cô chưa nói với ai chứ. Bữa nay là cô mới bộc bạch với con đó. Chứ ai hãy dụ cô viết cái đó đâu. Buồn lắm. Tại sao mà mình không có đủ khả năng để mà nuôi con mình, để cho con mình đi làm như vậy đi sinh nhai, để cái tiền, cái tương lai của nó mà tự nó phải nó đi làm gì. Tại sao mọi người ta có người lo cho hết, còn con mình phải tự lo. Từ cho nó có buồn. Vật tư xây dựng là xưa là mình giao bằng ghe, mà bây giờ là người ta giao bằng xe, nó chạy nhanh, mình không giao ghe được nữa, rất là chậm. Thành thử ra là mình ở kinh phí mình nó không có được bao nhiêu, không có thể lo cho Phúc được. Kề cận bên Phúc nói chung là lận đận lao đao lắm, hết mướn chỗ này chạy tới mướn chỗ kia để mà lo tiếp. Thì hai vợ chồng bán thì cũng bán bánh, bán bún, bán tất cả mọi cái thứ mà lặt vặt cho vỉa hè vậy đó. Đó, hai chồng ngồi bán thì khi bán được là hai năm cơm cũng học được 2 năm rồi. Bây giờ bán cô mới quay về Cà Mau này. Qua về Cà Mau mấy người, bây giờ mình về Cà Mau mở tiệm cơm nha, để bán cơm. Vì hồi xưa là cô, con gái cô cũng có bán cơm rồi một thời gian. Mẹ chỉ nhắn gửi con phải cố gắng về học hành cho đến nơi đến chốn. Rồi nghệ thuật thì làm sao cho mình được dương mãi. Ước mơ của mình sẽ bay tới, bay mãi luôn chứ. Đừng có bao giờ dừng lại nha con. Phải gắng, cố gắng hết sức mình lên. Bao nhiêu là tâm huyết của mình phải đem ra cống hiến cho quần chúng để xem những miếng cười của con là phải là cho thật là giòn giả lên, nghe chưa? Thì cha cũng mong cho con được sớm thành đạt để trên con đường tấn tới, để sau này con còn xây dựng một cái gia đình cũng giống như cha và mẹ bây giờ vậy. À, chị ba mong Phúc thì cố gắng học đỗ đạt để lo cho tương lai sau này cho chị ở nhà thì cũng cố gắng lo làm, lo cũng lo tiếp cho em Phúc, lo cho cha mẹ già ở nhà. Nhưng mà Phúc thì cố gắng lên, còn cái chuyện gia đình thì để cho chị với anh ở nhà lo. Mong Phúc sẽ cố gắng và phát huy tiến về sâu xa hơn trên con đường nghệ thuật hơn. Xong rồi mới biết là phát hiện mẹ mình.
đã viết nhật ký đó, cái chi tiết đó đó, đó em chưa bao giờ biết chuyện này luôn á. Nhưng mà thì đó em nhớ là cái lúc mà lần đầu tiên bước chân lên Sóc Trăng đó, lần đầu tiên rời xa gia đình đó, thế là trong lòng cũng nằm đó là không sao đâu, ra ngoài đời sống mà mạnh mẽ mà sao con trai mà. Cái tự nhiên cái có một ngày nhớ mẹ, điện thoại về đó, mẹ con nhớ mẹ đúng không? Kiểu như mấy đứa con nít á. Lúc đó là lần đầu tiên em rời xa gia đình đó. Gia đình nó khó khăn nên là không, mình cứ ra ngoài sống tự lập, buông trải được cái gì thì làm cái đó cho gia đình mình đỡ hơn chút xíu, chứ cứ vậy hoài một mình cha em làm tới năm miếng ăn khổ. Cho nên là mới xin mẹ ra ngoài để cho gia đình đỡ hơn. Chung mà làm cái gì thì em cũng điện thoại về cho mẹ hay hết. Nên là tại vì do cái lần mà làm nước đá là nó cực quá, mẹ em thấy vậy mẹ mới kêu nghỉ chứ thôi em cũng ráng làm. Với lại do cái cô đó là cổ khó tính, cô chỉ nghĩ là em làm không có được như mấy bạn ở đó, cho nên là chỉ là nuôi cho bao ăn bao ở thôi chứ không có trả lương đó. Sau này mới chuyển qua mới làm mấy nghề khác thì mới đỡ hơn một chút xíu, mới có tiền để dành để gửi cho mẹ, để cho mẹ thấy được là ở ít ra mình cũng con mình nó cũng đi làm cũng có tiền gửi về, cũng nó cũng an tâm hơn một chút xíu. Vì vậy sau này cứ lên đây cứ mua được cái gì làm nó, quên cái gì làm nó, cố gắng làm có tiền, không có sinh động nào ở nhà hết, để cho gia đình cảm thấy yên tâm là con mình đi làm có tiền. Chứ có nhiều lúc cũng khổ đâu dám nói đâu, mà để tạo cho gia đình mình cái động lực là con mình nó làm có tiền xài sống được, nó sống được với cái nghề này, cho nên là có cái gì mà tốt là khoe với mẹ hết, mẹ đỡ lo. Nhưng mà mẹ vẫn lo hả? Lo. Mẹ vẫn cái như vẫn bộc bạch ra bao nhiêu chuyện như vậy. Nhưng mà bây giờ thì chắc là đã khá nhiều rồi. Dạ, đúng rồi, sau những cuộc thi của em nè, ví dụ như là cứ mỗi lần thi vậy khoe với mẹ rồi thì báo cho mẹ biết rồi để mẹ lên mở tivi lên xem. Thế mẹ cũng mừng rất là vui khi là thấy được con mình nó càng ngày càng tiến bộ hơn. Chúng ta vừa lắng nghe cuộc chia sẻ của Phúc Zalo. Lê Lộc, em thấy như thế nào về chàng trai này? Em cảm được với anh Phúc Zalo một điều như vậy là anh ra riêng sống để tự lập, để không phải là ở chung với ba mẹ để ba mẹ phải lo nữa. Làm cho em giống như là em nhớ đến cái hoàn cảnh của em cách đây vài năm thôi, thì ba em làm ăn không có bỡ nợ, ba em bị thua lỗ. Thì ba em mở quán cơm tại nhà, ba em bán cơm và ba em bưng cơm, múc cơm này kia. Em nhìn cái cảnh đó em chịu không có nổi, em quyết định là em tự ra riêng, em đi ra ngoài em tự sống. Nhưng mà lúc em đi á, ba có muốn cho em đi. Cái em mới nhắn tin cho ba là con xin lỗi ba, ba đừng có giận con. Nhưng mà ba không có trả lời, hai ba con giận nhau mấy tháng trời luôn á. Thì em thấy là anh Phúc Zalo một người rất là bản lĩnh, anh tự lập được và anh biết hoàn cảnh của mình như vậy và anh biết mình nên phải làm cái gì. Rất là thương cho hoàn cảnh đó, tại vì em cảm được và đồng cảm với em. Và cái khó là các bạn đã phải rời nhà đi khi còn rất là nhỏ, 14, 15 tuổi là rất là sớm. Mà cái thời điểm đó là cái thời điểm mà các bạn đang có những cái chuyển biến về tâm lý của mình, hay gọi đúng hơn là cái tuổi dậy thì. Và cũng chưa, cái gọi là ăn chưa no, lo chưa tới mà phải đi làm những cái công việc như vậy. Chị đã thấy là Phúc Zalo là một em rất là giỏi. Có những bạn là mình xa gia đình, sống rất khó khăn,
Nhưng mà chỉ cố gắng làm sao để có thể sống được thôi, và để nuôi dưỡng cái đam mê của mình. Ngay cả như bản thân là chị chẳng hạn, bây giờ chị cũng tương đối là đã thành công, nhưng nếu để gọi là nuôi cha nuôi mẹ thì chị chưa nuôi cha nuôi mẹ chị ngày nào. Nhưng mà một bạn trẻ cuộc sống vẫn đang rất khó khăn, đang từng bước định hình phong cách của mình, đối với nghề cũng đang còn rất nhiều khó khăn, nhưng đã ý thức được cái vấn đề là sống được và không để cho ba mẹ phiền lòng, và thậm chí là phụ giúp được cho ba mẹ. Thì đó là một cái tinh thần chị thấy đáng rất là hoan nghênh. Nên em thấy là bạn Phúc á, thật sự nếu như mà bạn không phải là người hoạt ngôn hay là không phải là người nói cười nhiều thì cũng có thể dễ hiểu. Bởi vì bạn đã trải qua được nhiều cái khó khăn, có thể là bị đói, bị thiếu tiền như vậy. Nên bây giờ đối với bạn, cái công việc này không phải là một cái chỗ chơi. Tất cả những gì bạn đang làm bây giờ đang là xây dựng mối quan hệ, làm sao cho mọi người xung quanh yêu mến mình. Bạn cùng trân trọng cái công việc này. Có nghĩa là chỉ có con đường đi tới chứ không thể có con đường đi lui. Cái đoạn mà Nguyễn Khang thấy hay là bất cứ cơ hội nào casting bạn cũng đều có mặt, dù bằng cái cơ hội mà gọi là không được chọn vai, không được chọn quá cao, họ sẽ biết tới mình và cho nhìn mình những cái cơ hội ở những lần tiếp những theo. Những cái profile bạn lưu lại. Chị thấy đây là một diễn viên trẻ mà đầy nghị lực. Em có cảm giác là bạn này bạn là người sống tình cảm, cho nên là cái tập tiếp theo nó sẽ là nước mắt như mưa. Sẽ khóc á, tại vì con người ảnh rất là cảm xúc, rất là cảm xúc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi cái câu trả lời đó ở tập sau để xem người mới của chúng ta có dự đoán chính xác không. Chứ ngay cả như chúng tôi dẫn chương trình lâu chứ nhiều khi cũng đoán chật lất à. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Người Kết Nối cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và đừng quên bật TV vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo email nguoikếtnối@mcv.com.vn. Chúng tôi có một địa chỉ Facebook để các bạn có thể inbox hoặc là follow theo để theo dõi những đoạn clip từ chương trình Người Kết Nối, và Facebook này mang tên Người Kết Nối. Và quý vị khán giả cũng có thể gọi đến số điện thoại hotline 0919435550. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nguyên Khang, ca sĩ Miko Lan Trinh, diễn viên Lê Lộc cùng với diễn viên Cát Tường. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Người Kết Nối đồng hành quý vị ngày hôm nay sẽ tiếp tục câu chuyện của tuần trước. Và có lẽ là quý vị vẫn còn nhớ đến chàng trai rất là dễ thương của chúng ta, đó chính là Phúc Yellow. Trong câu chuyện cùng với người kết nối đó chính là Lan Trinh. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu ba người kết nối đồng hành cùng với chúng ta trong tối nay. Đầu tiên, một gương mặt rất là quen thuộc quý vị, một giọng nói và nụ cười quyến rũ, ca sĩ Miko Lan Trinh. Xin chào. Và một người, đây là số thứ hai mà cô ấy đồng hành cùng với chúng ta. Xin được giới thiệu diễn viên Lê Lộc. Và người phụ nữ không tuổi của chúng ta xin được giới thiệu diễn viên Cát Tường. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của tuần trước. Thưa quý vị, Phúc là một chàng trai làm công việc diễn viên ở sân khấu thế giới trẻ, tự lập rất là sớm, từ năm 14-15 tuổi đã rời khỏi nhà và đã đi làm rất là nhiều công việc khác nhau. Khi mà gặp gia đình thì không biết là Phúc sẽ cảm thấy như thế nào. Lê Lộc còn nhớ tuần trước em đã dự đoán thế nào không? Sẽ khóc. Còn với Lan Trinh, tập ngày hôm nay có điều gì đặc biệt mà em sẽ mang đến cho mọi người không? Trước khi mà chúng ta đến với cuộc gặp gỡ giữa mẹ con bạn Phúc Zalo thì trước đó Lan Trinh cũng sẽ thổ lộ trong clip là cái cảnh mà nguyên một ngày đã cùng mẹ gặp trước rồi và bàn với cô rất là nhiều, cũng như là giải đáp cái câu hỏi thắc mắc của anh Nguyên Khang tuần trước, đó là tại sao mà có cái nickname Zalo đó. Chúng ta sẽ cùng xem cuộc trò chuyện tiếp theo của Miko Lan Trinh cùng với Phúc Zalo nhé. Trong tập tuần trước, người kết nối Miko Lan Trinh đã đưa chúng ta gặp gỡ và tìm hiểu về chàng diễn viên trẻ Phúc Zalo. Chúng tôi cũng đã tặng Phúc Zalo món quà đầu tiên, chính là những tâm sự tận đáy lòng, những lời gửi gắm yêu thương của cha, mẹ, anh chị ở quê nhà Cà Mau. Trong tập tuần này, tiếp tục là bất ngờ nào dành cho Phúc Zalo đây? Xin chào các bạn, và hiện tại thì Miko Lan Trinh vừa mới đón được phụ huynh của nhân vật chúng ta ngày hôm nay. Và xin chào cô Lệ ạ. Chào em. Và cô là mẹ của bạn Phúc Zalo.
hôm nay thì Lan Trinh tưởng là đi đoán một nhưng mà tự nhiên là thành hai. Đây là ai cô? Đây là cháu của Phúc Kilo. Cháu hả? Con cháu. Tên gì? Dạ. Tên Hiếu. Rồi vậy là hai bà cháu. Tâm trạng của cô bây giờ như thế nào khi mà sắp có một ngày á thì mình sẽ đi theo dõi những cái hoạt động của Phúc? Đây là một ngày rất là vui. Hồi nào tới giờ mình chưa có được từng đi để mà xem hoạt động của Phúc luyện tập hoặc là phim trường là cực khổ như thế nào. Để từ hôm nay cô muốn đi để chứng tỏ rằng là Phúc rất là chịu đựng cực khổ như thế nào. Được biết nghệ danh Phúc Phúc Zelo là do cô đặt hả? Thì hồi xưa là Phúc còn là một diễn viên quần chúng thôi. Rồi đi học là diễn viên. Thì Phúc cũng mơ ước là con người mình sẽ sau này phải có một cái tên để đi vào con đường nghệ thuật. Con có thích màu vàng hay không? Hai mẹ con cùng đi trên đường. Thì Phúc nói nếu màu vàng cũng được. Nếu con thích màu vàng thì toàn bộ con sẽ đi diễn cho màu vàng. Thì từ chỗ đó người ta mới nói là Phúc yellow. Yellow là tiếng Anh. Yellow là màu vàng. Cái giờ nói thành là yellow. Phúc có nói là yellow có nhiều người ta đọc khó hiểu quá. Thành ra giờ cho mang máng ra là dịch ra là yellow. Có khoảng thời gian nào em cảm thấy nặng nề không theo nổi không? Bắt đầu xin theo nghề mẹ em cũng rất là sợ vì không, thứ nhất là dòng họ mà theo nghề, thứ hai là không quen biết ai hết. Rồi liệu con mình lên Sài Gòn vậy rồi xin học hành rồi sinh sống ra sao khi mà không có quen biết ai hết. Công việc đầu tiên của em là em đi đóng quần chúng. Đó, em đăng ký vào một cái công ty chuyên đi là quay quần chúng đó. Thì em nhớ kỷ niệm đáng nhớ lần đầu tiên của em đi phim là em bị lỗ 40 ngàn. Sao vậy? Tại vì em không có xe đi, không phương tiện đi. Đó, mà từ cái địa điểm của em đi đến cái địa điểm quay á là mất khoảng 40 ngàn tiền xe. Đi về là 80 ngàn. Mà lương của em ngày hôm đó chỉ có 80 ngàn thôi. Mà đòn không có bao ăn bao ở, không có bao ăn bao uống gì hết. Rồi cuối cùng em phải tự bỏ tiền túi ra ăn, ăn sáng 20 ngàn, ăn chiều 20 ngàn, tổng cộng lỗ 40 ngàn. Sau bao lâu ở trên Sài Gòn mới có xe? Một năm. Một năm sau thì có xe. Dạ đúng rồi. Để đi lại. Đi quay phim quần chúng nè, đi mua đám cưới nè, đi làm phục vụ quán cà phê nữa. Đó, xong rồi để dành tiền cái mua được một chiếc xe quay. Đó, xe quay. Xe đầu tiên. Dạ mà không phải là xe mới nữa, mua lại. Có biết Phúc hiện giờ đang có quen ai không? Thì Phúc cũng có quen một cô bạn. Thì cũng có dẫn về quê một vài lần. Về luôn rồi. Về một vài lần. Con chịu sao mẹ chịu vậy hả? Là cô không có góp ý. Không có ý. Ôi, con thấy cô rất là tiến bộ luôn. Đúng, thời đại bây giờ mình phải sống thoải mái hơn chút. Vậy là cô để cho con trai tự do tìm hiểu. Đúng. Mẹ dễ gần. Cũng chịu buôn bán lắm, chị bươn chải, thấy về lần nào cũng đầu tắt mặt tối hết á. Ở nhà buôn bán nè, mà sức khỏe thì cũng có. Chính thấy là bạn Phúc Zelo rất là có phúc. Có hai người phụ nữ chịu thương, chịu khó, làm việc, quan tâm với Phúc rất là nhiều. Wow! Dễ thương không? Nhân dịp gì vậy anh? Không có cần nhân dịp gì hết, em lúc nào cũng xứng đáng để cho anh phục vụ. Đặt nghệ danh cho con là Phúc Zelo vì con yêu thích màu vàng. Và cũng phần nào chính người mẹ mong muốn con đường nghệ thuật của con trai mình cũng vàng son, tươi thắm như chính gam màu này. Wow. Dễ thương không? Dễ thương anh chồng ơi. Ôi, à, đổ. Số sang dòng. Lên. Nhúng một cái. Quay dòng. Xong, đi vòng xoắn. Rồi, đứng yên, xong chị Buka ra đứng nhúng cái tỉa chị Diêu Nhi ra đổi tay. Xong tới hai chiều ra, đi. Em đi lên, chị Buka sẽ đứng giữa này, đi vòng chị Buka. Cô xem Phúc đi casting nè, Phúc tập kịch nè, rồi cô có suy nghĩ gì? Cô suy nghĩ Phúc cũng chịu khó, cực khổ mà cũng phải gắng làm việc với mọi người. Như vậy là sự nỗ lực của Phúc cũng có tiến bộ, chịu khó để mà làm những gì mình muốn cho đạt được tốt đẹp. Rồi hồi sáng cô thấy Phúc casting như vậy, cô có hy vọng Phúc đậu được phim đó không? Cái này cô cũng chưa biết sao nữa, tại vì cô không phải là trong nghề, nhưng mà cô cũng hy vọng sẽ đạt được. Cô thấy em làm sao? Em diễn xuất cũng khá khá. Dạ. Còn con? Con cũng giỏi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với quá trình mà người kết nối cùng với mẹ của bạn Phúc Zelo trò chuyện trong suốt cái quãng đường đi.
Cá nhân của mọi người thấy như thế nào khi mà việc đặt nghệ danh cho con? Thường là bố mẹ khi đặt tên cho con cũng đã mong muốn là cái tên nó có phúc rồi. Ví dụ như là bạn Phúc là muốn đặt tên là muốn là Phúc, đặt này là Phúc Yellow, cứ nghĩa là chói sáng. Dạ. Theo như cảm nhận của chị, đây là một người mẹ, mặc dù ở dưới quê Cà Mau, mình gọi là quê đúng không, vùng cuối cùng của đất nước, mặc dù cuộc sống trải qua của gia đình nó là rất khó khăn, nhưng mà bà mẹ có những suy nghĩ rất là tiến bộ và rất là văn minh. Tự nhiên mình làm sao cho con mình nó ở thành phố muôn vào muôn màu muôn vẻ biết bao nhiêu người để mà nó có một cái dấu ấn, thì phải đặt cái nghệ danh đúng không. Rồi tự nhiên là nghĩ là à, con thích màu vàng hay không, thì có nghĩa là cái suy nghĩ của người mẹ này đúng là đáng ngưỡng mộ ha. Chứ thường nghệ danh nghệ đồ là phải những người gì họ thấy này kia lắm chứ. Và em lại thấy là mặc dù cô có thể là không có kinh nghiệm về làm sản xuất, nhưng mà cô biết là con của mình cần một hình ảnh đóng dấu trong lòng đó, khán giả. Thì bây giờ màu vàng, bây giờ Phúc không cần phải quá đầu tư vào trang phục, miễn là lúc nào xuất hiện cũng vàng hết, thì bây giờ mọi người sẽ nhắc tới Phúc là nhớ liền cái bạn mà diễn viên mà mặc toàn màu vàng. Tức là cô muốn cho các bạn có một cái định dạng cái hình ảnh của mình. Nhưng mà cái quan trọng đối với người diễn viên không phải là cái nick, mà là cái khả năng diễn xuất. Thật sự cảm thấy bạn có tài năng. Cái tài năng của bạn á, không gọi là cái tài năng của một thiên tài bẩm sinh. Có những người á, phát ngôn ra một câu mình đã thấy hài hước rồi. Em thấy cái tài năng ở đây là ở cái sự cần cù, chăm chỉ tập luyện và rất đam mê. Bạn giống em không phải là một người tài năng sẵn có, mà em cũng phải cần trải qua cái quá trình rèn luyện rất là nhiều. Đó cũng là một cách để cho một diễn viên trẻ có thể chạm tay đến được với thành công. Bởi vì đối với cái nghề này á, thì theo như chị là nó có ba cái yếu tố để chúng ta có thể được tỏa sáng. Một là chúng ta thật sự là thiên tài, khi một cái vai diễn đó là bắt buộc chỉ có người đó mới có thể chuyển tải nổi, thì bắt buộc người ta phải mời cái nhân vật đó thì người ta sẽ tỏa sáng. Thứ hai là người đó có một cái cơ duyên sẽ tỏa sáng. Còn cái thứ ba đó là cái sự tỏa sáng đi lên bằng cái sự cần cù. Đó là có công mài sắt, có ngày nên kim đó. Thì bạn Phúc đang chọn theo con đường đó, cũng là một trong những con đường mà có thể chạm tay đến được với thành công. Còn với Lê Lộc thì anh muốn hỏi là em nghĩ xem là cái cuộc nói chuyện của mẹ Phúc và Phúc khi gặp nhau, họ sẽ chia sẻ điều gì, và cái không gian, cái bối cảnh nó sẽ ra sao? Đoán nữa là con chơi trò đoán chữ. Cái đó. Bối cảnh đi, mình nói cái bối cảnh đi. À, sân khấu. Là lúc đó là giải lao sau hay là cái diễn. Cuộc biểu diễn sau đêm diễn? Em nghĩ là sau đêm diễn. Có đi ăn không? Em nghĩ là không đi ăn đâu. Chỉ là gặp nhau sau. Mẹ tràn lên sân khấu hay là sau cánh gà? Tràn lên thì chắc là không có tràn lên được rồi đó, chắc nghĩ là trong cánh gà. Chúng ta sẽ cùng xem cái không gian diễn ra, cái phút giây chạm mặt nhau nó sẽ xúc động như thế nào, mời quý vị. Thì bây giờ chị thấy là cuộc sống của em với công việc, với tất cả những người mà yêu thương giúp đỡ em thì đã đi vào nền nếp rồi, và chị rất là vui. Thì bây giờ chị muốn mời một người đặc biệt của em, đó chính là bạn gái em. Bạn gái em sẽ lên đây để chị em mình cùng ăn tối. Dạ. Mình nói về một cái chuyện vui vẻ. Ăn tối đó ha. Đồ ăn của mẹ nấu. Đó không? À, cơm ăn, cơm ăn, cơm. Ờ. Dạ rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Trời ơi, mình lại đóng vai người thừa nữa rồi. Mỗi lần quay người kết nối mà các cặp với nhau. Anh lại đứng lên nhường chỗ đi chứ, còn không biết điều nữa chuyện tình luôn. Lại rất là thừa thải. Chị em chung với em. Đây là mấy món, còn lại món ăn Tết không á? Tính hai bạn có vẻ rất là kỹ tính và cũng chầm chầm như nhau nè. Đúng không, đúng không? Vậy thì quen, ai là người lúc quen nhau, ai người ồn ào hơn? Hay không á? Dạ. Em ngồi nhiều. Trong cái mâm này em thấy món chân. Món ruột em nè. Món ruột. Món bắp khía nè. Ngon ghê trời. Món chân á mà em nhớ là đó là cha em làm là ngon nhất. Ăn nhất đó luôn. Món này. Món ngon mà, món này ăn giòn nè. Mà tìm được cái củ dừa rất là khó. Ừ. Gỏi củ dừa. Đúng, đúng. Tìm ở trên Sài Gòn là khó. Bây giờ mới lấy nguyên liệu ra đem tới á, đặt mới có, đặt cho các chương trình khó chứ bộ, xong rồi nhờ một người rất là đặc biệt vận chuyển tới. Nay mình ngồi vui quá, mình chỉ thấy chưa vui đủ ha. Mời thêm người nữa ra đi.
mời thêm người nữa ăn chung. À? Tại có 4 cái chén. À, dư cái chén. Đây, mời người này ăn được không? Người này chắc ăn được. Trời ơi. Đây mặc đồ chi nhớ quá. Đây ngọc trước này con đây. Em sai rồi thấy chưa? Vị giống em quen. Ăn cà phê với nè. Hiếu ơi lên đây con. À, đi đâu khóc. Mẹ khóc. Mẹ khóc. Trước đó, mẹ và bạn gái đã trở về nhà trọ của Phúc và bí mật cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối cho Phúc. Những nguyên liệu được mẹ cất công mang từ Cà Mau lên và tự tay nêm nếm, chế biến để mang đến cho Phúc trọn vẹn nhất hương vị của quê hương. Mẹ lên nào? Thôi nhịn cả ngày giờ mới khóc đó. Té không, té không. Nhịn cả ngày à? Đi vô đi uống nha. Sáng tới giờ đó. Được không? Đi sáng giờ chị ạ? À? Đi sáng con đi cá phim mẹ không có đi theo mà còn có thấy mẹ đâu. Ủa? Chàng đét ơi. Dễ thương quá à. Con đi chung với bà nội lên hả? Ăn cô mà không biết mẹ nấu chứ ạ. Thì đó là cái khẩu vị nghe quen nè, ăn ngon nè, biết mấy món mình thích nè. Bánh dân nè, mấy bà kia là đặc sản của Cà Mau nè. À, chứ ở Sài Gòn ít lắm, ít cái món này lắm. Còn còn nữa củ dừa nữa nè. Đó, gọi củ dừa này ở Sài Gòn ít ai làm á. Ở dưới quê cũng có món củ dừa này. Cảm ơn mẹ nha. Sau một ngày làm việc của Phúc, cô thấy công việc của Phúc như thế nào? Dạ, thấy sao cô không biết sao. Gặp Phúc mừng quá. Ở đây cuộc sống của Phúc như thế nào? Cuộc sống giờ thấy cũng ổn. Thì coi như tương lai cũng vàng tươi, tươi thắm thêm nữa. Cô còn viết nhật ký nữa. Lúc này bị cô bận quá, bán cơm suốt luôn rồi, không có thời gian viết. Có hồi xưa là chưa có mở cơm á, thì cô có thời gian cô viết. Dạ. Cô viết nhật ký là đau buồn gì Phúc nữa, nhưng mà giờ hết buồn rồi đúng không? À, bây giờ là như là hết buồn. Qua cơn bị cực đến hồi tới là. Trời. Bữa cơm tối trong giờ nghỉ giữa hai xuất diễn tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ với Phúc là quý giá hơn bao giờ hết, vì trong bữa cơm có mẹ, có bạn gái, hai người phụ nữ anh yêu thương và họ cũng hết lòng yêu thương anh. Hai đứa bé này là con của Vũ Khùng. Thấy mặt tôi nó khùng ghê không? Chào bà Út. Dù đảm nhận vai diễn phụ có khi rất nhỏ trong các vở diễn, nhưng Phúc Zalo luôn cố gắng hết sức hóa thân một cách tròn trịa vào nhân vật để mang đến cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn nhất. Tại vì Út đang quay này, quay qua mày ôm Út Út hết hồn. Tại vì nói rồi mày vẫn là con trai. Út chưa đập thùng. Hôm nay là một ngày rất là dài đúng không cô? Và rất nhiều cung bậc cảm xúc hả? Nhiều cảm xúc, vui có buồn có. Có buồn không? Buồn là những lúc mình thấy con mình đi quay rồi đi tập rồi nó cực khổ, mình ở xa nhìn lại thấy con mình nó vất vả. Như vậy là chắc nhiều ngày là nó vất vả còn nhiều hơn nữa. Lúc đó mình cảm thấy nó buồn trong bụng. Nhưng mà lúc vui là khi con mình nó diễn được thành công và vui vẻ, mọi người quan hình rồi gì, mình thấy cái đó là một sự vui. Dạ, đặc biệt vui. Trong cái xuất diễn này cô thấy Phúc thật à, thấy Phúc làm cũng tròn trịa, là một đứa bé rất là dễ thương. À, đổi lại cái sự vất vả của nghệ sĩ đó chính là sự công nhận. Sự công nhận, sự thành công, công chúng người ta quan hình đó là một sự thành công tốt đẹp. Vậy là nói sao ta, đáng là đúng phân nửa, tức là cũng có khóc 50-50, khóc 50-50, cười 50-50. Mình đang dự đoán là bạn ấy là người đa cảm xúc đúng không? Khi gặp mẹ phải nước mắt như mưa nhưng mà hình như không khóc. Chắc có lẽ không có bà là do là bạn ấy đang lo không biết là rồi có mẹ rồi có bạn gái thì sao. Cái đó, bị nhìn giữ cái hình ảnh của mình đó, trước mặt bạn gái cho nên nhiều khi muốn khóc lắm nhưng mà thấy bạn gái ngồi đó không khóc được.
khi mà mẹ chưa xuất hiện thì Phúc còn bộc bạch ra, nhất là cái đoạn video clip á, là chạm tới cõi lòng, thì lúc đó Phúc cũng rơi lệ, cũng là tâm sự khá là nhiều điều. Nhưng khi mẹ xuất hiện là em thấy gồng lên liền. Chắc chắn rồi. À, này cố giấu không hả? Có, không có người con nào mà muốn mẹ nước thấy nước mình liền. Rơi nước mắt khi mà mẹ lên thăm, đặc biệt là có bạn gái của mình ngồi đó, bởi vì phải chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người mạnh mẽ. Đó, chia sẻ chuyện riêng chút. Chị nhớ mẹ chị mỗi lần đi coi chị diễn kịch á, bởi vì chị làm bầu xô á, mẹ chị đâu coi chị diễn hay dở diễn sao, toàn ngồi đếm khán giả coi bữa nay được. Chứ là nghe thấy coi rồi người ta bàn tán sao con mình diễn sao sao chứ có coi mình diễn gì đâu. Tâm trạng của ba mẹ không phải là khán giả đi coi nữa. Thưa quý vị, như vậy thì Nguyên Khang đang chờ đợi xem là sau khi gặp nhau đi chơi xong, đi chơi chị đoán là sẽ đi công viên chơi hoặc đi sở thú, tại vì có thằng cháu đi theo. Theo như em đoán là hai mẹ con sẽ đi đi về nhà hả? Về nhà, không đi đâu nữa. Ấm mẹ có thể là vậy chứ không biết giờ hai mẹ con đi đâu. Ta đi ăn uống thì cũng mới vừa ăn rồi, còn đi shopping mua đồ thì chắc là không có rồi đó. Cũng được. Sao vậy? Shopping mua đồ cũng là một ý kiến. Người ta đã khó khăn rồi thì người ta phải biết tiết kiệm chứ. Khó hồi xưa giờ thôi, giờ cũng ổn định vậy rồi. Vậy đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền lên. Không đi xài tiền, giờ đi kiếm tiền. Thì Khang nghĩ là ngày hôm sau Phúc sẽ có một cái công việc gì đó. Anh nghĩ gì em mới gợi ý, anh lấy cái ý của em thì có. Thôi đừng cãi nó, coi đi mà. Coi đi cho nó lẹ. Chắc rồi, mời quý vị xem tiếp. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến thăm cả ba mẹ con đã có một buổi tối như thế nào, cũng như là chuẩn bị cho hành trình của ngày thứ hai nhé. Nhà của Phúc Zero đêm rồi. Hello cả nhà. Thấy chuẩn bị xong hết rồi. Đồ diễn ở đây, xong rồi đồ em làm sự kiện, làm đạo diễn đó. Cả này. Kỷ niệm bao nhiêu ngày yêu nhau đây? 3 năm chị ơi. Trời ơi, em nghĩ những cái hoạt động hôm qua của mình ngỡ như là bình thường, nhưng mà có một người vô cùng quan trọng mà quan sát từ xa vậy mà mình không biết. Thế nên giờ nghĩ lại lúc đó có cảm giác gì không? Cái này không biết lúc đó có quậy quá không? Có quậy quá vô tình sai gì? Sai không ạ? Thì đúng rồi, không biết có làm gì sai sai vô tình bị phát hiện không? Dạ. Thì nói với em, ví dụ như một ngày làm việc như vậy thì cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Có những ngày em làm việc còn nhiều hơn vậy nữa. Có ví dụ như có những đêm mà em tập kịch đó, có khi phải tới 4-5 giờ sáng. Có khi mở mắt ra là nghe gà gáy là trời trời sáng rồi chưa được ngủ nữa. Thế bây giờ thu nhập một tháng của em trung bình là bao nhiêu? Cũng chưa biết chính xác, nếu mà lương cứng cơ bản ở sân khấu em diễn á thì một tháng sẽ khoảng là 5 triệu. Là lương cứng, còn ngoài ra em đi quay hay đi mấy cái show ở ngoài thì sẽ lương khá hơn. Rồi vậy hôm nay lịch của mình là đi đâu? Lịch hôm nay thì em sẽ đi Cần Giờ để em gọi là dự một buổi hướng nghiệp cho học sinh cấp 3. Tên gì? Phúc Zalo. Đúng rồi, Phúc Zalo. Rồi hôm nay cố tình mặc áo trắng chứ không phải là mặc áo vàng nha. Cho một tràng pháo tay cho hai bạn học sinh của trường mình diễn kịch cùng anh nha. Răng người ta gọi là gì? Dạ không biết thầy ơi. Đạo gì? Đạo hàm. Đúng rồi, ăn cắp răng được gọi là đạo hàm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến tới với môn toán học. Lúc anh còn ngồi ghế nhà trường với các bạn á, anh là một người nhiều chuyện nhất lớp. Một người nhiều chuyện sẽ học giỏi môn gì? Làm gì có môn nhiều chuyện. Môn gì? Đúng rồi, môn văn. Bởi vì sao? Các bạn muốn nhiều chuyện thì các bạn phải có nhiều vốn từ. Vậy thì bây giờ dễ lắm. Các bạn nên làm cái gì các bạn thích cái đã. Đó, giống như anh vậy đó. Tự nhiên anh thấy thích cái ngành diễn viên cho nên anh đi học. Trong lúc các bạn làm cái việc mà các bạn thích á,
tự nhiên nó sẽ nảy sinh ra một cái khác nữa, thì đó chắc chắn sẽ là cái nghề mà các bạn sẽ đi theo các bạn sau này. Chỉ trừ khi nào các bạn tập luyện, rèn luyện mỗi ngày rồi thì chắc chắn thì các bạn sẽ giỏi lên, chứ không có ai mà tự mà mới sinh ra mà đã giỏi, đúng không? Thấy vậy hôm sáng này là chị tăng thêm mức độ ngưỡng mộ em rồi đó. Thật ra thì lúc đầu cũng lúc mà làm một hai trường đầu thì cũng hơi run, hơi lấp vấp, nhưng mà làm riết rồi cũng quen rồi, quen dần với các bạn nói chuyện là thoải mái hơn. Lấy cái bản thân mình đưa ra là cũng quay tại lòng người nhiều chuyện. Sau 1.5 ngày quan sát Phúc làm việc thì cô đã cảm thấy yên tâm về con trai của mình chưa? Cô cũng đang cũng yên tâm nhưng mà cũng lo chút. Dù cho con mình lớn như thế nào đi nữa vẫn là tấm bé của mẹ trong lòng. Con phải cố gắng làm sao phấn đấu để đạt những cái gì cho mình, coi như là phải hết sức, nỗ lực hết mình đó. Rồi cái giây phút ấy cũng phải đến. Mẹ phải về, con ở lại. Những lời nhắn nhủ, dặn dò, những cái ôm, những cái hôn vội chất chứa tình cảm và nỗi niềm. Chúng ta thấy là bạn Phúc này dễ thương quá ha. Công việc nào bạn cũng tham gia năng nổ để mà làm. Đặc biệt là một cái hoạt động cộng đồng rất là có ý nghĩa, đó là đi hướng nghiệp cho các bạn chuẩn bị chọn trường của mình. Và khi mà bạn đứng bạn hướng nghiệp cho các bạn ở dưới á, thì em lại thấy đây là một cái tài năng của bạn nữa đó. Bạn làm cho mình thêm tự tin vào nghề á. Có nghĩa là cái cách nói của bạn làm cho mình chính mình là cảm thấy thuyết phục nhiều. Mặc hơn. Dù làm cái nghề bạn trải qua nó rất là cực khổ. Chị đã từng làm công việc này rồi, là chị vào trường sân khấu điện ảnh để truyền lửa cho các bạn. Chị nói rằng là nếu cái nghề này nó rất là khó khăn, cái nào thật sự mình thấy có khả năng thì mình hẳn theo, còn nếu mình không có khả năng mình bỏ đi, đừng có để phí mấy năm trời. Cho nên là khi mà mình nói cái thực tế như vậy đó, thì những cái mà mình thuyết phục và mình thêm tiếp động cái nguồn động lực cho các bạn nó sẽ hiệu quả hơn. Sau buổi hướng nghiệp thì Phúc được giữ lại rất là lâu bởi vì các em vui lại xin chụp hộ. Hình ôi là cô ở đây là cô vui lắm, thỉnh mũi ha, sướng ha rồi đó. Em thấy cái hoạt động đó là tốt, nhưng mà với em giống như cô Tường là điều đầu tiên sẽ hỏi là gia đình em có ai theo nghề không? Trời đâu phải ai cũng được như em đâu Lão. Thì đó rồi. Em mới hỏi là có người nhà không để mình thêm cái niềm tin trong cái nghề của mình. Dễ gì mà có. Hiếm lắm cô ơi. Thì có như là người nhà hay là bà con xa gì đó họ sẽ có kinh nghiệm. Còn nếu ý em là giờ ý con là giờ không có ai trong nghề thì không theo nghề được hả con? Không, nếu mà không có thì mình phải ráng một cách khách khác nữa, gấp đôi gấp ba lần. Dạ đúng rồi. Còn nếu như mình có rồi thì chắc chắn là mình sẽ đỡ cực hơn những cái bạn chưa có. Thôi bây giờ mình bàn xíu về cái vụ mà hai người phụ nữ xung quanh cuộc đời anh ấy đi. Đó mình thấy cái sự dung hòa của anh ấy đó, cứ ngồi trên giữa đó. Điều đó là tất nhiên là cái này hơi lật lại một chút là về việc hai người ấy đã chuẩn bị cái bữa cơm cho nhau. Mặc dù chưa trở thành chính thức là mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà thấy là cả hai cùng vào bếp rồi ngồi chung hàng ghế để xem cậu con trai cũng chính là bạn trai của mình diễn một cái vở kịch như thế nào, có vẻ rất là tuyệt vời đúng không? Nhưng mà bây giờ đó thấy không, bà mẹ rất là tất bật tần tảo với công việc bán cơm mà bây giờ mẹ phải không có ở chơi được với con đó, lại phải đưa cháu đi sở thú đi công viên giống như chị đoán mới đúng. Nhưng mà bây giờ Phúc phải đưa mẹ ra xe có về mỗi cái hoạt động buổi sáng để cho dẫn cháu đi mà cái chuyện về đứa cháu đó cũng rất là mắc cười, tại vì kêu là bắt buộc là sáng ngày mai phải gọi con dậy, mặc dù mọi người khởi hành từ 4 giờ sáng đó, phải gọi con dậy để cho con đi. Thì đi 4 giờ sáng ha, cũng chạy vuốt cái tóc dựng đứng lên để lên xe để đi coi cậu Phúc diễn. Nhưng mà tới nơi thì ngồi trên xe vừa nhắm mắt lại là đi về nơi xa luôn, đi về xe đi mở mắt ra tới lúc là về tới Sài Gòn rồi mới mở mắt ra lại đó. Do đó nên coi như là hai bà cháu đi lên Sài Gòn chưa có đi chơi đâu được hết. Bệnh rịnh quá à, chia tay quá thôi thì con cứ mong là cậu Phúc sẽ thành công, thì lúc đó cậu Phúc sẽ có nhiều cơ hội sẽ dẫn con đi nhiều cái nơi hơn, không chỉ là sở thú đâu, còn có là những cái trung tâm mua sắm rất là lớn ở thành phố nữa thì sao, đúng không ạ? Trước đây thì chị cũng chưa biết em nhiều, nhưng mà qua cái nhân duyên của người kết nối được biết em thì chị sẽ theo dõi cái con đường hoạt động nghệ thuật của em, và chị tin chắc rằng là với sự cố gắng như vậy thì em sẽ thành công hơn nữa trong con đường sự nghiệp của mình, để đỡ đần cho cái cuộc sống của mình, để trang trải những cái khoản thu chi trong cuộc sống và có thể báo hiếu được cho ba mẹ của mình. Em cũng mong muốn rằng anh sẽ thành công hơn nữa và em sẽ luôn ủng hộ anh. Còn bản thân Miko thì sau 1.5 ngày được đồng hành với Phúc Zalo thì thật sự là Miko rất là thích cái tính cách cũng như là thái độ làm việc nghiêm túc, đầu tư hết mình trong công việc của bạn. Mình nghĩ rằng với cái thái độ như vậy mà bạn vẫn tiếp tục giữ vững nó thì chắc chắn là bạn sẽ còn đi xa hơn nữa. Miko chỉ cầu mong là sẽ có nhiều điều may mắn hơn.
khi đó thì thành công hơn thì nhớ cái người bạn diễn đã từng casting chung với mình. Nữa. Người ta nói là ở hiền gặp lành, và anh chỉ chúc cho em là cái Zalo của em nó sẽ tỏa sáng và ngày càng thành công hơn Phúc Zalo nha. Còn đến đây thì chương trình của chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt đến quý vị. Đừng quên gửi cho chúng tôi những cái giới thiệu và những cái nhân vật mà quý vị muốn xuất hiện trên sóng của chương trình Người Kết Nối với địa chỉ email nguoikếtnối@mcv.com.vn. Và chúng tôi có một địa chỉ Facebook để các bạn có thể follow cũng như là xem những cái đoạn clip được chia sẻ từ chương trình mang tên Người Kết Nối. Có một số điện thoại quen thuộc, đó là số hotline 0919435550. Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình Người Kết Nối được phát sóng vào lúc 22h45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nguyên Khang, Miko Lan Trinh, diễn viên Cát Tường và diễn viên Lê Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.